Chiều thứ bảy em có cập nhật clip một con cái bô xin nha anh chị, cu vật bốn chân là kiền khú, tơ chữa bao bê tầm 6 tháng rưỡi nha anh chị, xuống vú thiếu đủ 7 tháng anh chị đó, thì tơ chữa bao bê trên 6 tháng rưỡi nha anh chị, bao chữa bao khám đó, cu vật nha anh chị. Bò này xây mặt theo lưng nghiêm chỉnh, lông nhuyễn da sát một màu đỏ mặt nha anh chị, bốn vú đều đó. Chui thì nó hơi lan xíu anh chị ơi, nhưng được mập mập hiền dạng bao ăn uống đó. Bò này mập hết nói nha anh chị, cái đuôi bẹ đó, lưng một lưng đòn dài sọc đó anh chị ơi. Đó thì tôi chữa bò này chiều cao giữa lưng tầm 1m27, sau xương thu thì tầm 1m3 hơn anh chị ơi. Đó thì bốn vú đều nha anh chị. Đó thì qua đen thui, cái đuôi lớn, lông nhuyễn da sát đó, thì cấp mình thì bao đẹp cho con bò tơ chữa này luôn. Thì anh chị gần xa thích con bò chữa này thì liên hệ số điện thoại để chờ hình, giá bán là 29 triệu nha anh chị. Anh chị thấy giá cả hợp lý thì nhanh tay nhấc máy số điện thoại em để trong hình đó. Thì tơ chữa bò này thì anh chị ở xa ở gần thì liên hệ em ghép xe cho nhẹ chi phí, về nuôi có lợi nhuận anh chơi đó. Bò quá trời cái thân lưng nha anh chị, lông nhuyễn da sát. Thì bò này chừng có khoảng chừng 2 phân anh chị đó, mình nuôi 5-10 con nữa nó sừng cũng nhiêu đó anh chị ơi. Sừng đẹp, mặt đẹp, lông nhuyễn da sát, tơ chữa bao khám rồi, giá là 29 triệu anh chị thích thì liên hệ em. Bò thì bao đẹp cho anh chị không đó, lâu lâu mới có bò tơ chữa đẹp nha anh chị thấy giá cả hợp lý thì liên hệ em.